Chương 21 Thứ 21 tiết Gặp được người quen Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gặp được người quen, ngươi muốn tìm việc làm có thể đến trác thị, hoặc là những công ty khác, vì sao nhất định phải tới chỗ như thế làm việc. Trác nhất phi tráng giữa mang theo nhàn nhạt thần sắc chán ghét nhìn quán ba liếc mắt một cái, sau đó lại hơi hiện ra tức giận nhìn Vũ Vi. Loại địa phương này. Vũ Vi âm thầm nhéo nhéo mày, Nàng biết Trác Nhất Phi cực lực phản đối nàng tới nơi này làm việc là vì tốt cho nàng, sợ nàng ở trong này gặp được người xấu sẽ có hại. Nhưng Trác Nhất Phi cư nhiên dùng chán ghét ánh mắt nhìn quán ba, nàng kia thì có điểm khinh thường hắn. Trác Nhất Phi là ở đây khách quen, thường xuyên ra vào ở đây. Mà nàng muốn tới nơi này làm việc, hắn lại cực lực ngăn cản. Điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không được bách tính đốt đèn. Chỉ cho phép nam nhân tiến quán bar không được nữ nhân ở ở đây đi làm. Vũ Vi trong lòng có chút cho phép không vui, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt. Trong lòng nàng có chút không thích Trác Nhất Phi đại nam nhân chủ nghĩa, nhưng dù sao hắn không cho nàng ở trong này làm việc là vì nàng hảo, nhấp hé miệng nàng hướng Trác Nhất Phi giải thích, ta tuyển trạch ở đây làm việc là vì tốt hơn chiếu cố con mẹ nó đồng thời có thể kiếm được tiền. Vũ Vi giải thích, lệnh Trác Nhất Phi hơi run sợ một chút sau đó minh bạch Vũ Vi vì sao nhất định phải ở chỗ này công tác. Sắc mặt của hắn nhất thời đã khá nhiều, một đôi coi được trong tròng mắt mặt tức giận cũng cũng dần dần biến mất rụng, ngược lại thần sắc ngưng trọng nhìn Vũ Vi, ngươi có thể đến công ty của ta làm việc, thượng giờ tan sở ngươi có thể tùy ý, cũng không cần tăng ca. Vũ Vi không khỏi cười, nàng chính là không dự đoán được trác nhất phi đặc thù chiếu cố mới không có đi trác thị làm việc, bởi vì nàng không muốn nợ trác nhất phi nhân tình, ý nghĩ của ta ngươi hẳn là hiểu trắc nhất phi lập tức minh bạch vũ vi trong lời nói ý tứ khóe miệng hắn hướng về phía trước vểnh vểnh lên minh bạch nói hắn bước đi đi về phía trước ở lướt qua vũ vi thời gian hắn lượt hơi dừng một chút cước bộ mắt liếc thấy vũ vi chậm rãi mở miệng cùng nhau vào đi thôi nhìn ở mặt mũi của ta thường ở đây lão bản sẽ nhiều chiếu cố ngươi mấy phần vũ vi vẫn đứng ở tại chỗ không hề động địa phương ngươi phải biết ta không thích bị người chiếu cố. Nàng bề ngoài nhìn như nhu nhược, kỳ thực nàng là một phi thường độc lập nữ tử, vì thế, mặc kệ làm chuyện gì, nàng cũng thích dựa vào chính mình. Các nhất phi khóe miệng biên tiếu ý càng thêm nồng đậm một ít, đây chính là hắn thích đồng vũ vi một trong những nguyên nhân, nàng không ngừng kiên cường, quật cường, còn không thích ý dựa vào người khác, chính yếu là trên người của nàng còn có một luồng vô pháp làm người ta bỏ qua sự dẻo dai. Hắn khóe mắt dư quan thật sâu nhìn Vũ Vi liếc mắt một cái, sau đó chuyển trên người xe của mình tử rất nhanh ly khai. Nhìn Trác Nhất Phi xe dần dần biến mất ở trước mắt của nàng, Vũ Vi nhịn không được cấp Trác Nhất Phi gọi điện thoại, vì sao không tiến vào quán ba. Ta sợ ta sẽ nhịn không được muốn nơi đó lão bản chiếu cố ngươi. Trác Nhất Phi hơi hiện ra trêu chọc đối Vũ Vi nói, kỳ thực, hắn hôm nay cũng không muốn đi quán ba tính toán chỉ là đi ngang qua quán ba thời gian trong lúc vô tình nhìn thấy Vũ Vi thân ảnh liền dừng xe tử. Vũ Vi nhịn không được, khúc khích, cười, sau đó cúp điện thoại, ở nàng thu hồi điện thoại thời gian, một đôi tuổi còn trẻ nam nữ theo bên cạnh nàng lướt qua. Nữ hài ở lướt qua Vũ Vi lúc, trong giây lát dừng bước, xoay người vẽ mặt mừng rỡ nhìn Vũ Vi, Vũ Vi tỷ đã lâu không gặp. Vũ Vi không khỏi theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một khoảng chừng 21-22 tuổi tả hữu nữ hài tử, chính diện mang hài lòng thần sắc nhìn nàng, cô bé này có một trương mặt con nít, tròn tròn hai má, một đôi như là có thể nói mắt khảm nạm ở nàng trắng nõn gò má thượng, hai đạo lá liễu cong mày, nhỏ nhắn xinh xắn cánh môi, nhìn qua đáng yêu cực kỳ, cô bé này chính là Vũ Vi cùng giáo học sinh, giảng yêu, cũng là bạn tốt của nàng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 Thứ 22 tiết Có thể hay không không như thế tham Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có thể hay không không như thế tham Giảng yêu, ngươi thế nào? Vũ Vi không khỏi liếc mắt nhìn giảng yêu bên người nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao to, mặt thương hiệu Tây Trang, tay phải ngủ ngón tay trong đó ba ngón tay đeo ánh vàng rực rỡ hoàng kim nhẫn, cổ giữa còn treo một cái ngón tay bàn phẩm chất kim vòng trang sức, chợt mắt thấy đi, hình như một con chó vòng trang sức. Tóc hơi xoăn, còn văn ly thủy, nhìn qua mặt một bả sáng loáng lượng, sao lại thấy đều cảm thấy nam nhân này tượng cái nhà giàu mới nổi, rất sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Vũ Vi trên dưới quan sát nam nhân mấy lần, sau đó vẽ mặt không hiểu nhìn giảng yêu, lấy đối giảng yêu hiểu biết, này nhà giàu mới nổi không phải giảng yêu thích loại hình. Giảng yêu thấy Vũ Vi nhìn ánh mắt của nàng, nhịn không được cười lên một tiếng, Vũ Vi Tỷ, ngươi hiểu lầm, hắn không là bạn trai của ta, là của ta hộ khách. Dứt lời nàng quay đầu sông nam nhân đạm đạm nhất tiếu, trình tiên sinh, ta gặp bằng hữu, ngài đi vào trước, ta sau đó đi ra. Nam nhân cầm trong tay bán điếu thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân niệp diệt, sau đó một tay cắm túi, khuyết sáo tiếng vào quán ba. Vũ Vi thì càng thêm không hiểu nhìn giảng yêu, khách hàng. Vũ Vi tỷ, có hay không thu được một cái đến từ chính ca lêm tin nhắn giảng yêu không trả lời vũ vi trái lại hỏi lại nàng vũ vi không cần suy nghĩ trả lời nhớ a à. giọng nói kia là chuyện phải làm nếu là cái khác tin nhắn nàng có thể sẽ không nhớ thế nhưng ca lêm cái kia tin nhắn rất khôi hài cũng rất có sáng ý cho nên nàng nhớ kỹ giảng yêu ngại ngùng cười hướng vũ vi giải thích kỳ thực ca lêm công ty giống như là cho thuê tình nhân công ty như nhau bất quá chúng ta đối mặt hộ khách nam nữ già trẻ cũng có, không ngừng giả trang khách hàng bạn gái, cũng có thể giả trang bọn họ tình nhân A, à, nữ nhi A, à, mẹ nha, nói chung căn cứ khách hàng nhu cầu chúng ta giả trang các loại nhân vật, sau đó bọn họ phó chúng ta thù lao, chỉ đơn giản như vậy. Lúc này cái kia nhà giàu mới nổi đứng ở cửa quán rượu chỗ không kiên nhẫn xong giảng yêu phất phất tay. Giảng yêu thấy thế, bận rộn lo lắng theo trong túi mặt lấy ra một tờ danh thiếp đến, nhét vào vũ vi trong tay, vũ vi tỷ, đây là của ta danh thiếp, khách hàng sốt ruột, ta nhất định phải được đi, tái kiến. Nói, nàng một đường chạy chậm chạy đến cửa quán rượu, làm bộ rất vô cùng thân thiết bộ dáng kéo nhà giàu mới nổi cánh tay, hai người như tình lữ bình thường sống vai tiếng vào quán ba. Vũ vi đem giảng yêu danh thiếp nhét vào trong túi mặt, sau đó hướng quán ba đi đến, ai biết mới đi đến cửa quán rượu, liền nhìn thấy mấy uống được say khước nam nhân theo bên trong quán rượu lung lay lắc lắc đi ra, Vũ Vi thấy thế nhíu mày, bận rộn lo lắng trốn qua một bên đi, cách bọn họ rất xa. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn mấy hán tử say ly khai thân ảnh, lại nhìn một chút cửa quán rượu, trong lòng bắt đầu do dự, thế nhưng vừa nghĩ tới mẫu thân mình rất thiếu tiền, nàng đem hạ quyết tâm, hướng quán ba đi đến. Tiến vào quán ba, chính là một cái thật dài hành lang, hành lang hai bên là các loại đen trắng giao nhau tuyên truyền báo, Vũ Vi mới phát hiện, nguyên lai like nhà này quán ba rất có cách điệu. Vừa từ nơi này mặc đi ra mấy hán tử say cùng ở đây, cực kỳ không tương xứng. Vũ Vi dọc theo hành lang vẫn đi về phía trước, cuối hành lang bên trái, có một phiến nặc đại cửa kính, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong quán rượu những khách nhân đang lẳng lặng nếm rượu ngon. Quán ba quầy ba phụ cận để một trận màu đen dương cầm, một người tuổi còn trẻ nữ hài đang ở diễn tấu duyên dáng nhạc khúc. Toàn bộ quán bar làm cho cảm giác rất yên tĩnh rất ấm áp, không giống vũ vi trong tưởng tượng như vậy loạn. Hoàn cảnh như vậy nhưng thật ra lệnh nàng viên kia có chút bất an tâm dần dần để xuống, nàng vương tay nhẹ nhàng đẩy ra quán ba cửa kính, lúc này, điện thoại của nàng vang lên. Điện thoại là Lạc Ngưng Nhi đánh tới, nói là mình ở Ca Lêm tìm phân làm việc, bởi vì đến lúc có việc, không thể đi làm việc, thế nhưng lại không muốn mất phần này làm việc, muốn thỉnh Vũ Vi giúp. Vũ Vi không khỏi liếc mắt, Lạc Ngưng Nhi, ngươi có thể hay không không như thế tham. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Thứ 23 tiết Được rồi, ta đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Được rồi, ta đi, Vũ Vi vang cầu ngươi, giúp một chút ta đi điện thoại bên kia lạc ngưng nhi đáng thương cầu vũ vi vũ vi thật sâu nhìn trước người to như vậy cửa kính liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói được rồi cách điệu quán ba cao cấp bao bên trong phòng bận rộn cả ngày mặt tử hiên dựa vào da thật ghế mềm nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở hắn đối diện lạc tử ngôn cùng thê tử mễ tiểu đồng một bên nếm rượu ngon một bên thấp giọng nói chuyện phiếm giang lấy đồng thì dựa vào trượng phu lãnh nói trong ngực lãnh nói đem rượu đỏ đưa tới gian lấy đồng bên môi, ôm nhu nói, thường một ngụm, rất tốt uống. Mạc tử hiên, lãnh nói, lạc tử ngôn ba tuổi còn trẻ đẹp trai nam nhân phân biệt là mạc thị, lãnh thị cùng lạc thị tập đoàn chủ tịch, tổng công ty đều ở nước Mỹ, ở nước Mỹ có ảnh hưởng rất lớn lực, mà ba người bọn họ lén bên trong lại là phi thường tốt bằng hữu. Giang lấy đồng mở cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, sau đó rất hài lòng gật gật đầu, không sai, rất tốt uống một trận chói tai chuông điện thoại đem Mạc Tử Hiên đánh thức. Hắn cực không tình nguyện mở hai mắt ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn hơi nhéo nhéo không, có chút không tình nguyện tiếp nghe xong điện thoại, có việc. Tử Hiên, để hoan nghênh ngươi về nước, đồng thời đảm nhiệm được Mạc Thị Tổng Tài, buổi tối ngày mai 8 giờ, nãy nãy ở đế hào tử điếm cho ngươi cử hành một yến hội. Bên trong điện thoại truyền đến một đạo ôn hòa bà cố nội thanh âm. Không đi. Mạc Tử Hiên chân mày một ninh, không cần suy nghĩ lạnh giọng cự tuyệt, nãy nãy ý không ở trong lời, trước hắn đã đã tham gia mấy lần như vậy yến hội, nói là cử hành yến hội, kỳ thực chính là vì giới thiệu với hắn bạn gái, nhớ tới những nữ nhân kia nhìn thấy hắn sau này tựa như con ruồi như nhau dính hắn không buông tay tình hình, trên người hắn liền nổi lên vô số nổi da gà. Lần này không chỉ là thương giới người, còn có rất nhiều chính giới người tới tham gia yến hội, người không đi không được. Mặt lão thái thái trong giọng nói mặt sớm đã không có vừa ôn hòa, mà là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Nãy nãy, cầu ngươi, không nên làm như thế đa dạng có được không, ta hiện tại chỉ muốn đem công ty làm tốt, không có tâm tình nói yêu thương, thân cận. Mặt tử hiên trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ. Hắn mới bị tề mỹ linh hung hăng đạp một cước, trong lòng bị thương còn chưa có hảo, căn bản không muốn nói yêu thương. Điện thoại đầu kia mặt lão thái thái nghe thấy mặt tử hiên cự tuyệt, nhịn không được lớn tiếng ho khan, khụ 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 khụ. Một tiếng so với một tiếng đại, một tiếng so với một tiếng gấp, nghe vô cùng có khả năng sẽ thở hổn hển nhi đến. Nghe thấy con bà nó tiếng ho khan, mặt tử hiên trên mặt đều là bất đắc dĩ đến cực điểm thần sắc, hắn lạnh lùng bỏ lại hai chữ, ta đi. Sau đó cúp điện thoại. Điện thoại đầu kia mặt lão thái thái trên mặt lập tức lộ ra hài lòng tươi cười đến, nàng một tay nắm tay, làm ra một thắng lợi thủ thế, Nga Gia. Đang ngồi ở một bên phẩm rượu lãnh giảng hòa lạc tử ngôn, nhìn thấy mặt tử hiên trên mặt thần sắc bất đắc dĩ thời gian, toàn cũng nhịn không được bật cười, xem ra, chỉ có mặt lão thái thái có thể bãi bình ngươi. Lạc tử ngôn nhịn không được mở miệng treo chọc mặt tử hiên. Mặt tử hiên lạnh lùng nhìn lạc tử ngôn liếc mắt một cái, sau đó bưng lên trên mặt bàn rượu đỏ, một ngụm uống cạn sau đó rầu rĩ nhìn trống trơn chén rượu, hắn mặt tử hiên chưa bao giờ như thế phiền muộn quá, mỗi một ngày đều bị của mình thân nải nải ăn được cắt gao, không phải đi thân cận, chính là tham gia các loại yến hội. Mà lại lại không thể cự tuyệt lão thái thái, chỉ có thể vân theo, lão thái thái có thở khò khè, một hơi thượng không đến sẽ do nguy hiểm tính mạng. Hắn lại vì mình rót chén rượu, một ngụm uống cạn. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Thứ 24 tiết Chính là nàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chính là nàng giang lấy đồng nhìn thấy mặt tử hiên phiền muộn bộ dáng, khóe miệng biên lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười đến, một đôi coi được trong con ngươi mặt một mặt tính kế thần sắc chợt lóe rồi biến mất, nàng ly khai lãnh nói trong ngực ngồi thẳng người nhìn mặt tử hiên, tử hiên, muốn thoát khỏi mặt lão thái thái cũng không khó. Nàng muốn mượn cơ hội phải bắt được mặt tử hiên này khách hàng lớn. Mặt tử hiên dơ lên tròng mắt nhìn Giang lấy đồng một ngữ nói toạt ra Giang lấy đồng ý nghĩ trong lòng. Làm cho ta trở thành của ngươi hộ khách, cho thuê thủ hạ của ngươi nữ nhân. Hắn nói chuyện trong giọng nói mặt mang theo nồng đậm chẳng đáng, này tiểu thư khuê cát. Danh môn thiên kim nhìn thấy hắn đều giống như con rùi như nhau gắt gao dây dưa hắn không buông, này ở ca lêm làm việc nữ hài còn không được trực tiếp trèo đến hắn A. À. Nghe thấy mặt tử hiên trong giọng nói mặt chẳng đáng, ngồi ở một bên mễ tiểu đồng nổi giận, nàng đã từng đã ở ca lêm làm việc quá có được không? Mặt tử hiên dựa vào cái gì kinh thường ca lêm? Khóe mắt nàng dư quan liếc mắt một cái mặt tử hiên, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, mặt thiếu, ca lêm nữ hài, với ngươi cái kia cái gì Mỹ Linh không giống với, lấy đồng nhìn người ánh mắt rất chuẩn, tối thiểu, này nữ hài sẽ không bởi vì ngươi có tiền mà tận lực câu dẫn ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi không có tiền một cước đạp ngươi. Mễ Tiểu Đồng nói, là Mạc Tử Hiên chỗ đau, thế nhưng hắn lại không giận phản cười, hắn dơ lên trong mắt nhìn Mễ Tiểu Đồng, phải không? Tiểu Đồng hai tay hoàng ngực, khóe miệng biên lộ vẻ nụ cười thản nhiên quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, không tin, ngươi có thể thử xem, bất quá, không phải bạch thí nghiệm, có đại giới. Dừng một chút, nàng vẻ mặt khiêu khích hỏi, Ngươi dám không? Mạc Tử Hiên nhịn không được cười lạnh mấy tiếng, có cái gì không dám? Khi hắn xem ra thiên hạ quả đen bình thường hắc, thiên hạ nữ nhân một dạng, liền Tề Mỹ Linh đều như vậy điệu bộ vì tiền ly khai hắn, huống chi những nữ nhân khác. Hắn bắt chéo chân một lần nữa dựa vào ghế lon bằng da thật, khóe miệng biên lộ vẻ nụ cười thản nhiên, nhìn mễ Tiểu Đồng, nói đi, đổ bao nhiêu tiền? Nói nhiều tiền tục a? À. Mễ tiểu đồng cầm lấy trên mặt bàn chén rượu nhẹ nhàng nắm một ngụm rượu đỏ, sau đó quay lại nhìn Mạc tử hiên, ngươi phải thua, ta muốn ngươi hướng lấy đồng xin lỗi, sau đó chính thức trở thành ca lêm hội viên. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường ở ca lêm làm việc các cô gái. Mạc tử hiên buông chân bắt chéo, thẳng vì mình rót chén rượu đỏ, nhưng ta chính là cái kia tục nhân, ngươi nếu bị thua, cho ta một trăm ngàn, không có vấn đề, đừng nói một trăm ngàn, chính là một trăm triệu, chúng ta cũng trở ra khởi. Mễ tiểu đồng trên mặt lộ vẻ cực kỳ coi được mỉm cười. Hảo, vậy 100 triệu, ta nếu thua, không ngừng hướng lấy đồng xin lỗi, trả lại cho ngươi cắt 100 triệu. Mạc tử hiên một ngụm đem trong chén rượu mặt rượu đỏ uống cạn. Khụ khụ khụ. Ngồi ở mễ tiểu đồng bên người lạc tử ngôn nhịn không được ho khan mấy tiếng, lão bà của hắn vừa mở miệng chính là 100 triệu. Lấy đồng tỷ, ngươi lựa chọn một nữ hài đi. Mẹ tiểu đồng lòng tin 10 phần nhìn lấy đồng nói. Giang lấy đồng lại để chén rượu xuống, lấy ra trong túi mặt nô tê bốt, vì hướng mặt thiếu chứng minh chúng ta ca lêm nữ nhân cùng hắn Mỹ Linh không giống với, ta quyết định muốn mặt thiếu chính mình ngẫu nhiên chọn, miễn cho chúng ta thắng sau này bị người nói thành làm bừa. Nói nàng đem nô tê bốt đặt ở mặt tử hiên đích thân tiền, chỉ vào một trong đó bản văn, nơi này tất cả đều là ở ca lêm làm việc nữ hài, người tùy tiện chọn. Mạc Tử Hiên nhàn nhạt nhìn Giang Lấy Đồng liếc mắt một cái, sau đó mở bên trong văn kiện, tùy ý điểm một cái tên. Hắn thậm chí không có thấy rõ ràng trên màn ảnh tên, đã đem notebook chuyển tới lấy đồng bên kia. Liền nàng, Giang Lấy Đồng không khỏi nhìn về phía máy vi tính màn huỳnh quang, chỉ thấy. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25, thứ 25 tiết, tham gia yến hội bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tham gia yến hội đế hào tử điếm một chiếc màu đen cao cấp xe có rèm che chậm rãi đứng ở cửa khách sạn lái xe tử trẻ tuổi nam nhân xuất xuống xe trước đi tới chỗ ngồi phía sau rất lịch sự vì ngồi ở chỗ ngồi phía sau nữ hài mở cửa xe cho rằng thân mặc màu đen bó sát người thấp ngực tiểu lễ phục dẫm màu đen dày cao gót xuống xe trên người nàng phi nhất kiện nho nhỏ áo khoác vừa vặn đem nàng trước ngực cùng phía sau lưng cảnh xuân che ở, nàng nhu thuận tóc dài tùy ý vén lên, cần cổ cùng thủ đoạn, tất cả đều đeo giá trị gần trăm vạn kim cương đồ trang sức. Cô bé này vừa xuống xe, liền hấp dẫn đang ở đi hướng đế hào trước tử điếm tới tham gia yến hội tầm mắt của mọi người, nàng hé ra nga đảng hình trên gương mặt, khảm nạm một đôi ngập nước mắt to, lông mày tinh tế, mũi kiên quyết, cánh môi phấn mà không hồng. Nàng cao quý, trang nhã đoan trang lại chuyên gia, chính yếu chính là trên người nàng luôn luôn tản mát ra một cổ lệnh người không thể bỏ qua sự dẻo dai, tự hồ chuyện gì cũng không thể đem nàng đánh vỡ tựa như. Cô bé này, chính là đồng vũ vi, mà trên người nàng tất cả trang phục, đều xuất thân từ ca lên công ty. Nàng tối hôm nay làm việc lúc, giả trang mạc thị tổng tài mạc tử hiên bạn gái. Vũ Vi xuống xe, liền tìm kiếm khắp nơi mặt tử hiên thân ảnh, bởi vì trước lạc ngưng nhi cho nàng đối phương ảnh chụp thế nhưng, mịt mờ trong biển người mặt lại không có mặt tử hiên thân ảnh. Nàng đành phải lấy điện thoại di động ra cấp mặt tử hiên gọi điện thoại, kỳ thực trong lòng của nàng có chút khẩn trương, dù sao đây là nàng lần đầu tiên làm như vậy làm việc, hơn nữa nàng khách hàng vẫn là một người lạ. Điện thoại chuyển được thời gian, nàng rất rõ ràng cảm giác được tim của mình nhảy ra tốc. Mạc Tử Hiên vừa xuống xe liền nhìn thấy một người mặc màu đen tiểu lễ phục nữ hài đứng ở cửa khách sạn, cô bé này trên người lễ phục rõ ràng là thấp ngực lễ phục dạ hội, có thể đem nàng hoàng mỹ vóc người tất cả đều cho thấy đến, thế nhưng nàng lại ở bên ngoài bộ lên nhất kiện áo khoác, vừa mới che khuất nàng trước ngực vô hạn cảnh xuân, nhưng thật ra mang có ý tứ. Nữ hài xuống xe, liền gọi điện thoại, vừa vặn điện thoại di động của hắn lúc này vang lên, mặt tử hiên khóe miệng không khỏi thoáng kiều lên, xem ra này đánh cuộc lại thêm chia ra lạc thú. Điện thoại chuyển được, hắn xuất mở miệng trước, ta chính là Mạc Tử Hiên, liền đứng ở thân ngươi hậu. Dứt lời, hắn rất tự tin đứng ở nguyên chờ đợi cô bé kia trực tiếp nhào tới trên người của hắn sau đó rất vô cùng thân thiết kéo cánh tay của hắn. Ách! Vũ Vi Vi sửng sốt một chút, sau đó xoay người. Chỉ thấy trước người của nàng đứng một vị thân mặt tây trang màu đen trẻ tuổi lại đẹp trai nam nhân, khóe miệng của hắn biên chính lộ vẻ như có như không tiếu ý nhìn nàng. Nam nhân này so với trong hình còn muốn xuất thượng mấy phần, hé ra cương nghị có hình hai má, một đôi giống quá thanh đầm tròng mắt, hai đạo đen đặt lông mày, khinh bạc kêu gợi cánh môi, hơn nữa trên người hắn còn có chứa nhàn nhạc lưu manh vị đạo. Thoạt nhìn không giống như là một quản lý một gian đại công ty cao cao tại thượng tổng tài, đảo như là một không có việc gì ăn chơi trác tán. Thu hồi quan sát mặt Tử Hiên tầm mắt, Vũ Vi tiến lên một bước, đứng ở mặt Tử Hiên đích thân tiền, lễ phép nói, mặt Tiên Sinh, Ngài Khỏe. Vũ Vi phản ứng lệnh Mạc Tử Hiên âm thầm sợ run một chút, hắn không nghĩ đến cô bé này cư nhiên đứng ở trước người của hắn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, mà không phải tượng cái khác nữ hài tử như nhau, nhìn thấy hắn lúc, trên mặt đều là mừng rỡ cùng thần sắc hưng phấn, sau đó trực tiếp nhào tới trước người của hắn, kéo cánh tay của hắn, không bao giờ nữa chịu buông ra. Nhĩ hảo Mạc Tử Hiên miễn cưỡng dơ lên cánh tay của mình. Vũ Vi lập tức minh bạch Mạc Tử Hiên dụng ý, vừa ở ca lêm thượng trang thời gian, đơn đang đang đã hướng nàng giảng giải quá nàng hẳn là thế nào sắm vai khách hàng bạn gái. Kéo đối phương cánh tay là cơ bản nhất lễ nghi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Thứ 26 tiết Âm lãnh tầm mắt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Âm lãnh tầm mắt mặc dù dọc theo đường đi nàng làm xong cùng người lạ tiếp xúc chuẩn bị, thế nhưng một khi thực tiễn đứng lên đối với nàng mà nói có chút khó khăn, nàng là một phi thường bảo thủ nữ hài, chính là cùng lục hàng nói yêu thương thời gian, bọn họ cũng chỉ là bắt tay mà thôi, hiện tại muốn nàng kéo xa lạ nam nhân cánh tay. Xác thực có chút, không có ý tứ, nhưng là vì làm việc, nàng chỉ có thể đi tới mặt tử hiên bên người, kiên trì. Nhẹ nhàng kéo mặt tử hiên cánh tay, đỉnh trực sống lưng, trên mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Mặt tử hiên hơi nhéo nhéo mày, khóe mắt dư quan liếc bọn họ cánh tay liếc mắt một cái, cô bé này nhìn như ở kéo cánh tay của hắn, kỳ thực bọn họ cánh tay căn bản không có tiếp đụng chạm đến cùng nhau. Khóe miệng của hắn biên nhấc lên một mặt không dễ phát hiện cười lạnh, không biết cô bé này là cố ý ở trước mặt của hắn trang thanh thuần đâu, hay là thật rất thanh thuần đâu. Hắn một cái tay khác cắm túi, chậm rãi hướng đế hào tử điếm đi đến. Vũ Vi Mại toái bộ cùng Mạc Tử Hiên sống vai hành tẩu. Yến hội địa điểm ở tử điếm lầu hai bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một trảng cực lớn thủy tinh đèn treo đem toàn bộ phòng khách soi sáng sáng như ban ngày. Yến hội giữa sân cách mỗi mấy bước xa liền có một nhân viên phục vụ, các nàng trong tay mặt có bưng rượu đỏ, có bưng bánh ngọt cùng hoa quả bàn. Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên này đối tuấn nam mỹ nhân, mới vừa tiến vào yến hội nơi sân, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời các loại ánh mắt phức tạp tất cả đều tụ tập ở Vũ Vi trên người, hâm mộ, đố kỵ còn có hận. Vũ Vi trên mặt thủy chung lộ vẻ nhàn nhạt tự tin mỉm cười thản nhiên nên tiếp mỗi người hướng nàng đầu tới ánh mắt, bất ngờ, nàng cảm giác được một đạo mang theo nồng đậm hận ý ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nàng, ánh mắt kia hảo muốn một phen lưỡi dao sắc bén tựa như đâm vào trên mặt của nàng, lệnh gương mặt nàng đau đớn vô cùng, nàng hơi nhéo nhéo mày, nàng tự nhận lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội, vừa không có đắc tội quá bất luận kẻ nào, tại sao có thể có người dùng loại này ánh mắt? Nhìn nàng đâu? Nàng không khỏi theo đạo này mang theo hận ý tầm mắt nhìn lại, đương nàng nhìn thấy mặt của đối phương gò má thời gian, trên mặt nàng mỉm cười nhất thời cứng đờ, nàng hai tay chặt nắm thành quả đấm, vẻ mặt âm lãnh hồi nhìn đối phương. Đạo kia âm lãnh tầm mắt đến từ chính sở giao. Lúc này, sở giao mặc màu trắng tiểu lễ phục cùng mặc quần áo màu xám tây trang lục hàng sóng vai đứng trong tay của nàng mặt bưng rượu đỏ, trên mặt lộ vẻ vô cùng tốt nhìn mỉm cười cùng nữ nhân bên cạnh trò chuyện, nhưng sở giao khóe mắt dư quan lại là thả ra từng đạo mang theo nồng đậm hận ý liếc nhìn nàng, ánh mắt kia, hận không thể đem nàng giết chết cũng không giải hận tựa như. Sở giao đoạt bạn trai nàng trước đây, lại đem mẫu thân của nàng tức giận đến ngất đi, bây giờ lại dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Vũ Vi hai mắt nhíu lại, âm lãnh quay lại nhìn sở giao, lúc này nàng cảm thấy lục hàng cùng sở giao xứng cực kỳ, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi cẩu nam nữ, đều như vậy đê tiện vô sĩ. Lúc này, nàng thực sự còn muốn chạy đến sở giao đích thân tiền hung hăng ném nàng hai đại bạc tai, một giải nàng mối hận trong lòng. Thế nhưng, nàng không có làm như vậy, bởi vì Mạc Tử Hiên liền đứng ở bên cạnh nàng, bởi vì, nàng muốn tuân thủ nghề nghiệp đạo đức. Nàng thu hồi tầm mắt lúc, lại phát hiện Mạc Tử Hiên đã không ở bên người nàng, mà là cùng nàng cách nhau mấy bước xa trong tay bưng rượu đỏ cùng một người trung niên nam nhân trò chuyện được thật vui vũ vi luôn luôn không thích cùng người nhiều làm tiếp xúc thấy mạc tử hiên chính và những người khác trò chuyện được hài lòng nàng liền hướng phòng khách ban công chỗ đi đến nàng muốn hô hấp một chút mới mẻ không khí sơ giải một chút trong lòng hờn dỗi mạc tử hiên ở đồng vũ vi phân thần lúc cố ý đi về phía trước mấy bước cùng đồng vũ vi bảo trì khoảng cách nhất định hắn liền là muốn nhìn nhìn đồng vũ vi có thể hay không tượng cái khác nữ hài như nhau dính thượng hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 Thứ 27 tiết Khiêu khích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khiêu khích hắn mặc dù mặt mỉm cười cùng trước người nam nhân trò chuyện, thế nhưng hắn khóe mắt dư quan lại thủy chung nhìn chầm chầm đồng vũ vi nhìn. Hắn không tin, lấy hắn cao cao tại thượng mặt thì tổng tài thân phận đồng vũ vi sẽ lạnh lùng hắn thế nhưng khi hắn nhìn thấy đồng vũ vi đạo kia tim gầy thân ảnh hướng dương thai phương hướng đi đến thời gian trên mặt hắn vẫn lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười tự tin trong nháy mắt cứng đờ đồng vũ vi cư nhiên không nhìn hắn hắn lễ phép xong trước người nam nhân cười xin lỗi ta còn có việc dứt lời hắn xoay người hướng dương thai phương hướng đi đến Vũ Vi cẩn thận từng ly từng tí dẫm dày cao gót hướng Dương Thai Phương hướng đi đến, ngay nàng sắp đến ban công tiền, nàng phát hiện, không biết cái gì thời gian sở giao cư nhiên đứng ở ban công cách đó không xa, bưng chén rượu trên mặt lộ vẽ chiêu bài tươi cười đang cùng mấy mặt cao quý hoa lệ nữ nhân trò chuyện. Nàng chiêu bài tươi cười bên trong cất dấu nhàn nhạt mỉm cười đắc ý. Nàng dám khẳng định, sở giao là cố ý che ở trước người của nàng. Vũ Vi đi về phía trước cước bộ lượt hơi dừng một chút, sau đó đỉnh trực sống lưng, đi nhanh đi về phía trước, đối mặt sở giao lỏa khiêu khích, nàng sao có thể sợ hãi lùi bước. Sở giao khóe mắt dư quan nhìn chầm chầm vào Vũ Vi nhìn, mắt thấy Vũ Vi càng ngày càng tới gần nàng, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, trong lòng tức giận càng đường thẳng bay lên. Nguyên bản, nàng cùng lục hàng cao hứng bừng bừng tới nơi này tham gia yến hội, mượn cơ hội này giới thiệu lục hàng nhận thức một ít trên xã hội một ít nhân vật nổi tiếng, đề cao một chút lục hàng nổi tiếng, hôm nay nàng trang phục là đặc biệt nhất, tối thời thượng, cũng làm cho người ta chú ý nhất, cơ hồ hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người, giữa lúc nàng đắc chí thời gian, tầm mắt của mọi người cư nhiên bị những người khác hấp dẫn ở. Kỳ thực, này nguyên bản không tính cái gì đại sự, chỉ là, cái kia cướp đi nàng quan thải nữ nhân lại là đồng vũ vi. Dựa vào cái gì? Đồng Vũ Vi chỉ là một bị cha của nàng vứt bỏ tư sinh nữ mà thôi, chỉ là một nghèo gia nữ mà thôi, nhưng lúc này, đồng vũ vi toàn thân đều là hàng hiệu, ngay cả đeo thủ thế cũng giá trị trăm vạn, trên người nàng còn phát ra một loại mê người khí tức đến. Chính yếu chính là, bên người nàng nam bạn, cư nhiên so với lục hàng còn muốn đẹp trai, so với lục hàng còn muốn có tiền. Bất luận kẻ nào vượt lên trước nàng, nàng cũng không sao cả, duy chỉ có đồng vũ vi không được, nàng là chính quy sở gia đại tiểu thư tại sao có thể đủ bị một giả loại so với đi xuống. Mắt thấy đồng vũ vi hướng dương thai đi đến, nàng không khỏi nhéo nhéo chén rượu trong tay, một đôi đôi mắt đẹp bên trong một mặt tối tâm chợt lóe rồi biến mất, nàng bước đi đi hướng ban công tiền mấy quen thuộc tỷ muội tiền, rất tự nhiên thêm vào các nàng nói chuyện phím hàng. Mắt thấy đồng vũ vi ngẩng đầu ưỡn ngực lướt qua nàng, nàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng ghen ghét trong nháy mắt bay lên tới điểm cao nhất, nàng ưu nhã bưng rượu đỏ, nhìn trước người mấy người tỉ muội chậm rãi mở miệng nói thực sự là kỹ nữ một quả nhanh như vậy liền đáp phú hào ta nha xem thường nhất chính là loại này phàn cành cao nữ nhân dứt lời khóe miệng nàng biên lộ vẻ mỉm cười đắc ý nhìn đồng vũ vi vừa nàng cố ý thoáng gia tăng điểm thanh âm một bên làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người có thể nghe thấy lời nàng nói tiền tới tham gia yến hội người đại đa số đều là danh môn thiên kim thường ngày đại gia liền rất quen thuộc duy chỉ có này hấp dẫn người ánh mắt đồng vũ vi lạ mặt rất, dù cho nàng không điểm danh nói họ, những người đó cũng biết nàng nói tới ai. Nàng một tay hoàng ngực, chờ đợi đồng vũ vi ở trước mặt mọi người mất mặt. Quả nhiên lời của nàng vừa vừa dứt, trong đại sảnh tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào vũ vi trên người, vẻ mặt xem thường nhìn từ trên xuống dưới vũ vi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Thứ 28 tiết Tư nhiên đánh nữ nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tư nhiên đánh nữ nhân Mọi người xem thường tầm mắt, Vũ Vi căn bản không quan tâm, nàng chậm rãi xoay người nhìn sở giao, lạnh lùng cười, châm chọc nói, ngươi vị hôn phu chính là từ bỏ như ta vậy kỹ nữ, leo lên ngươi này căng cành cao. Ta phàn cành cao chính là kỹ nữ, như vậy ngươi vị hôn phu leo lên ngươi là cái gì? Nam kỹ nữ Thích phàn cành cao nam kỹ nữ ngươi lại là cái gì? Kỹ nữ trung máy bay chiến đấu. Nàng không động thủ đánh sở giao không có nghĩa là nàng không trả miệng. Sở giao thở gấp, vốn là nàng vũ nhục đồng vũ vi, hiện tại nàng cư nhiên bị đồng vũ vi vũ nhục. Nàng dương tay chính là một đại bạc tai hung hăng ngã ở đồng vũ vi trên mặt tiện nhân. Theo một tiếng hạ xuống, vũ vi trên mặt thình lình đã trúng tỷ tỷ một đại bạc tai. Đau đớn ở trên mặt của nàng lan tỏa. Nguyên bản nàng không tính toán ở trong này gây sự, thế nhưng sở giao cư nhiên dám dẫn đầu đánh nàng. Nàng kia nhưng cũng sẽ không quen sở giao, nàng không chút do dự vung lên tay dùng hết lớn nhất khí lực hướng ra muốn trên mặt ném đi. Bi. Ai biết tay nàng mới dương đến giữa không trung, một thân ảnh xuất hiện ở trước người của nàng, đem nàng che ở phía sau của nàng. Sau đó này đạo thân ảnh vung tay chính là hai đại bạc tay ném ở kiêu ngạo kiêu ngạo sở giao trên mặt. Vũ Vi ngây ngẩn cả người, sở giao ngây ngẩn cả người, toàn bộ phòng khách tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, duy chỉ có nam nhân không có sửng sốt, hắn ưu nhã từ trong ngực mặt lấy ra một khối trắng tinh khăn tay, xoa xoa tay, sau đó đưa tay khăn vứt qua một bên. Như là sở giao làm dơ hai tay của hắn tựa như. Sở giao hai má lập tức xuất hiện hai rất rõ ràng đối xứng dấu năm ngón tay, nàng bưng sưng đỏ hai má một bộ không tin bộ dáng, nhìn ném nàng bạc tai mạc tử hiên, ngươi cư nhiên đánh nữ nhân. Mặt tử hiên khóe miệng hướng về phía trước dương lên, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần động nữ nhân của ta, ở trong mắt của ta liền cũng không phải là người, ta sẽ còn chi, hơn nữa còn muốn trả lại gấp đôi. Sở dao trên mặt kiêu ngạo kiêu ngạo nhất thời biến mất rụng, trở nên trắng bệt một mảnh. Nhìn thấy sở dao rắn chắc đã trúng mặt tử hiên hai đại bạc tai, vũ vi trong lòng đừng nhắc tới sản khoái hơn, nàng thế nào cũng không nghĩ tới lần đầu gặp mặt Mạc Tử Hiên cư nhiên sẽ vì nàng ra khẩu khí này, trong lòng không khỏi có chút cảm kích Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên không nhìn sở giao sắc mặt khó coi, xoay người kéo mọi nơi với vi lăng trung vũ vi tay nhỏ bé, đồng thời một đôi lệ con ngươi lạnh lùng vẫn nhìn ở đây mỗi người, khẽ mở môi mỏng, chúng ta đi, người nơi này quá thấp tục, thời gian dài sẽ dơ ánh mắt của chúng ta. Dứt lời, hắn lôi vũ vi ly khai yến hội phòng khách. Vũ Vi nhịn không được quay đầu lại nhìn sở giao liếc mắt một cái, mắt thấy sở giao khóc được lê hoa đái vũ, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, nàng cố ý xông sở giao lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, sở giao, hôm nay là mặt tử hiên ném ngươi bạc tai, tiếp theo chính là ta tự mình ném ngươi bạc tai. Nguyên bản đứng ở một bên đang cung cấp quan trọng nhân vật phàn quan hệ lục hàng nhìn thấy sở giao bị người đánh, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm, hắn cơ hồ là vọt tới sở giao đích thân tiền, yêu thương đem sở giao ngăn vào trong ngực mặt, giao giao. Hàng Sở giao ngã vào lục hàng trong ngực thương tâm khóc, nàng một đôi coi được mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trống rỗng yến hội nơi cửa, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn sớm đã nắm chặt nắm tay, nàng nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói, đồng vũ vi, hôm nay ngươi cấp vũ nhục ta, ngày khác ta tất cấp bội xin trả. Mới vừa đi ra yến hội cửa lớn, vũ vi liền không giấu vết tránh thoát mặt tử hiên lôi tay nàng nàng đứng ở tại chỗ sông Mạc Tử Hiên cảm kích cười, cảm ơn ngươi, vừa giúp ta. Mạc Tử Hiên tay không còn, liền lập tức cướp bộ, hắn không nghĩ đến đồng vũ vi cư nhiên nhanh như vậy liền dãy tay hắn, trong lòng có chút không phải tư vị, phải biết rằng từ hắn đảm nhiệm Mạc Thị Tổng Tài tới nay, các nữ hài tử đều muốn con ruồi như nhau dính hắn, lấy lòng nàng. Hắn còn là lần đầu tiên bị nữ hài tử bỏ qua. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Thứ 29 tiết Chúng ta thua không dậy nổi sao. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chúng ta thua không dậy nổi sao. Mạc Tử Hiên nhàn nhạt trả lời, không có gì, cử thủ chi lao. Cử thủ chi lao. Ở đại sảnh đám đông dưới quan một nữ nhân hai đại bạc tai, đâu chỉ là cử thủ chi lao đơn giản như vậy a à. vũ vi trong lòng thực sự rất cảm kích mạc tử hiên nàng lễ phép xong mạc tử hiên cười cười nhân tình này ta nhớ kỹ một ngày nào đó ta sẽ còn tái kiến dứt lời nàng lướt qua mạc tử hiên đi về phía trước mạc tử hiên thì đứng ở tại chỗ nhìn đồng vũ vi ly khai bóng lưng khóe miệng biên tiếu ý càng thêm nồng đậm một ít cô bé này cùng cái khác nữ hài tử không giống với biết rõ thân phận của hắn lại không quấn quýt lấy hắn, còn tận lực cùng hắn vẫn duy trì nhất định cách. Hắn có chút hoài nghi, cô bé này nhất định là gian lấy đồng người, đồng thời trước đó rất khả năng đã biết các nàng đánh cuộc. Mễ tiểu đồng đi tới mặt tử hiên đích thân tiền, trên mặt lộ vẽ nụ cười đắc ý nhìn mặt tử hiên, nàng một tay hoàng ngực, một tay đưa đến mặt tử hiên đích thân tiền, mặt thiếu, nhận thua đi. Cô bé kia căn bản mặt quấn quýt mặt tử hiên ý tứ cũng không có, lần này, Mạc Tử Hiên thua. Cô bé kia, hẳn là cùng các ngươi là cùng nhau đi. Mạc Tử Hiên thu hồi tầm mắt nhìn Mễ Tiểu Thông Đạo. Mễ Tiểu Đồng sắc mặt lập tức không vui, Mạc Thiếu, ngươi là tại hoài nghi chúng ta thua không dậy nổi 100 triệu sao. Mạc Tử Hiên vi lăng, đích xác, lấy lạc tử ngôn cùng lãnh nói thực lực, 100 triệu thật sự là quá tính trẻ con, các nàng không cần thiết thông đồng. Hắn xông Mễ Tiểu Đồng ấy nấy cười, xin lỗi hắn bị nữ hài tử đó cắt quấn quýt quen thỉnh thoảng gặp được không quấn quýt hắn ngược lại có chút không có thói quen sau đó hắn theo trong túi áo mặt lấy ra chi phiếu đưa tới mễ tiểu đồng đích thân tiền nguyện đổ chịu thua mễ tiểu đồng hai mắt nhíu lại sẽ tiếp nhận chi phiếu lại bị giang lấy đồng thanh âm cắt ngang tiểu đồng không thể thu tiền của hắn đang khi nói chuyện giang lấy đồng đã đi tới trước người bọn họ nguyên nhân đâu Mễ Tiểu Đồng có chút không hiểu nhìn Giang Lấy Đồng, cô bé kia tử không để ý tới Mạc Tử Hiên đại gia hữu mục cộng đổ, Mạc Tử Hiên đích xác thua A. Giang Lấy Đồng không khỏi dơ lên tròng mắt nhìn Vũ Vi Ly khai thân ảnh, cô bé này, không phải chúng ta ca lêm nhân viên công tác, nàng chỉ là thay thế bằng hữu làm việc. Vì thế, Mạc Thiếu không có bại. Chúng ta cũng không có thua. Mạc Tử Hiên không khỏi ngẩn người hắn xác thực không nghĩ đến cô bé kia tư nhiên không phải ca lêm nhân viên công tác. Mễ tiểu đồng biểu môi, lại liếc liếc mắt một cái mặt tử hiên trong tay chi phiếu, mặt thiếu, chúng ta mặc dù không thắng, thế nhưng chí ít hướng ngươi chứng minh, không là tất cả nữ hài tử đều nhận tiền, không là tất cả nữ hài tử nhìn thấy soái ca liền hướng con ruồi như nhau dính đối phương không buông tay. Mạc Tử Hiên tầm mắt không khỏi ở một lần rơi vào vừa chuyển biến đồng vũ vi trên người. Tra tử điếm, vũ vi liền nhìn thấy tống nàng đến tiểu điếm xe sang trọng đứng ở cửa tiệm rượu tài xế đứng ở cửa xe trước mồm vì vũ vi mở cửa xe lên xe vũ vi liền đem đồ trang sức hái xuống bỏ vào hộp trang sức bên trong giao cho tài xế đồng thời đối tài xế nói tiên sinh nhà của ta có việc quần áo ta trước mặt ngày mai ta sẽ đem quần áo đưa đến ca lêm nói nàng sẽ mở cửa xe xuống xe chúng ta quản lý nói Bộ này quần áo rất thích hợp ngươi xuyên, tặng cho ngươi." Tài xế xuyên thấu qua xe kính nhìn Vũ Vi nói, dừng một chút hắn lại nói, "Chúng ta Ca lêm có một quy củ, nhất định phải đem nhân viên công tác an toàn đưa đến nơi ở." Dứt lời, tài xế nổ máy xe, không cho Vũ Vi cơ hội cự tuyệt. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30. Thứ 30 tiết không có tâm tình nói yêu thương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không có tâm tình nói yêu thương về đến nhà Trung Vũ Vi Kiện thứ nhất làm sự, chính là đem trên người quần áo thay đổi xuống làm một ít gia vụ, lại làm một ít thanh đạm ăn sáng, giữ ấm hộp cơm đi bệnh viện. Đến phòng bệnh thời gian, đồng mẫu chính giữa gối mềm, uống nước nóng cùng ngồi ở bên cạnh giường bệnh Trác Nhất Phi hài lòng nói chuyện phím, không biết Trác Nhất Phi nói cái gì, đồng mẫu cười đến rất vui vẻ, thậm chí nhẹ ho khan vài tiếng. Nhìn thấy Trác Nhất Phi ở trong phòng bệnh mặt, Vũ Vi xác thực thật, thật bất ngờ, nàng không nghĩ đến Trác Nhất Phi cư nhiên lại ở chỗ này, hơn nữa còn đem mẫu thân chọc cho vui vẻ như vậy. Nhìn thấy con mẹ nó sắc mặt so đo chi trước đã khá nhiều, lại như vậy hài lòng, Vũ Vi trong lòng cũng rất vui vẻ, từ mẹ sinh bệnh sau này, còn là lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy đâu. Nàng lễ phép xong Trác Nhất Phi cười cười, mang theo giữ ấm hộp cơm đi tới trước giường bệnh, đem cơm nước như nhau như nhau chỉnh tề bày đặt ở con mẹ nó trước người, đói bụng không? Ta rất ăn no, một chút cũng không đói. Đồng mẫu đem chén nước để đặt ở một bên trên mặt bàn nhìn Vũ Vi nói. a à, Vũ Vi sửng sốt, mẹ bình thường đều là chạng vạn ngủ 6 giờ đồng hồ tả hữu ăn cơm, hiện tại đều 8 giờ tối, nàng cư nhiên không đói. Đồng A Di không đói, thế nhưng ta lại rất đói. Nói vừa vừa dứt, Trác Nhất Phi liền đem đặt ở đồng mẫu trước người cơm nước duệ tới đến trước người của mình, cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn. Đồng A Di nhìn thấy Trác Nhất Phi lan thôn hổ yết bộ dáng, trong giây lát nghĩ tới, nàng ngửa đầu nhìn Vũ Vi nói, vừa bay vừa ra cho ta mua đồ ăn, lại quên mua cho mình ăn, vì thế đến bây giờ còn bị đói đâu. Nói đồng mẫu một lần nữa rót một chén nước đưa tới Trác Nhất Phi đích thân tiền, ăn từ từ, đừng nghẹn. Vũ Vi bình tĩnh đích tâm hồ bởi vì đồng mẫu nói nổi lên một tia rung động, nàng không nghĩ đến Trác Nhất Phi cư nhiên như thế chiếu cố mẹ, trong lòng không khỏi có chút cảm kích Trác Nhất Phi. Chính là Lục Hàng cũng không có như thế săn sóc chiếu cố quá nàng mẹ. Mỹ Mỹ ăn xong cơm tối, Trác Nhất Phi dùng khăn tay lau khóe miệng biên vết bẩn, một đôi coi được trồng mắt nhìn chầm chầm Vũ Vi nhìn, thỏa mãn cảm thán nói, nói, thơm quá. Là ta ăn xong ăn ngon nhất bữa tối xuất phát từ lễ phép Vũ Vi tống trắc một hàng ly khai bệnh viện, đi ra bệnh viện cửa lớn, Vũ Vi liền dừng lại cước bộ, vẻ mặt cảm kích nhìn bên người Trác Nhất Phi, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố mẹ. Trác Nhất Phi vương một cái bàn tay cầm Vũ Vi tay nhỏ bé, hắn thấp tròng mắt thật sâu nhìn Vũ Vi mềm giọng hỏi, Vũ Vi, làm bạn gái của ta được không? Dứt lời, hắn vẻ mặt thần sắc mong đợi nhìn Vũ Vi, hy vọng Vũ Vi có thể làm bạn gái của hắn. Trác Nhất Phi bàn tay to thật ấm áp, cũng cho Vũ Vi một loại cảm giác an toàn, cũng không biết vì sao Vũ Vi có chút không thích ứng bị Trác Nhất Phi nắm tay, nàng theo Trác Nhất Phi trong tay mặt rút về tay của mình, ngửa đầu quay lại nhìn Trác Nhất Phi, vừa bay, ta biết ngươi đối với ta, thế nhưng rất xin lỗi, ta hiện tại không có tâm tình nói yêu thương. Trác Nhất Phi sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu rụng, hắn miễn cưỡng xong Vũ Vi lộ ra một coi được tươi cười, là ta suy nghĩ quá ít, ngươi mới cùng lục hàng chia tay sao có thể nhanh như vậy liền tiếp thu ta đâu. Vũ Vi có chút ấy nấy nhìn Trác Nhất Phi, cho tới nay Trác Nhất Phi đều đúng nàng rất tốt, mà nàng lại không có gì cả vì Trác Nhất Phi đã làm, trong lòng tổng cảm thấy có chút thẹn với Trác Nhất Phi, xin lỗi, vừa bay, không phải ngươi không tốt, mà là ta thật không có tâm tình lại nói yêu thương. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng kia có tâm tình nói yêu thương a, à. bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video.